vào ngày 20 tháng 8 năm 2020 nhằm ngày 2 tháng 7 năm canh tí tại chùa Phước Hưng, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nơi tôn trí Kim Quang, cố đại lão Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, thành viên Hội đồng Chứng minh do Hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Phước Hưng. Ban tổ chức tăng lễ đã trang nghiêm cử hành lễ niêm hương bạch Phật, cùng tiến giác linh trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Huệ trước đó ban tổ chức tang lễ và môn nhân pháp quyến trang trọng cung đón phái đoàn Chi tôn đức bằng Chiến minh thường được ban trị sự do hội phật giáo việt nam tỉnh đồng tháp ban trị sự phật giáo tỉnh kiên giang long an ban trị sự phật giáo huyện ba tri tỉnh bến tre ban trị sự phật giáo thành phố long xuyên tỉnh an giang ban trị sự phật giáo huyện hồng ngự thị xã hồng ngự huyện lai dung huyện cao lãnh ban giám hiệu trường trung cấp phật học tỉnh đồng tháp chư tăng ni trụ trì các tự viện thuộc thành phố hồ chí minh thành phố huế quan lâm Đào tràng kính tang lễ nơi giác linh đường chư tôn đức trong đoàn đã trân trọng tán dương công hạnh của cố trưởng lão hòa thượng thuở sinh thời luôn tận tâm hướng dẫn môn nhân pháp quyến làm tốt công tác phật sự góp phần công đức cúng dường giáo hội ảnh hưởng phước lành an sinh tốt đạo đẹp đời trong lời tưởng niệm Chư Tôn Đức Phái Đoàn kính lời chúc nguyện giác linh của trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, cao đăng thượng phẩm, đồng thời quý ngài cũng động viên môn nhân pháp quyến luôn được đầy đủ thắng duyên, kế thừa giả gian sự nghiệp tổ thầy, xiển dương ánh đạo huy hoàng, không phụ lòng kỳ vọng của Chư Tôn Đức trong giới hội Phật giáo tỉnh nhà. Sau đó, Chư Tôn Đức đồng niêm hương kính lễ và hữu nhiễu kim quang, bái biệt, giác linh trưởng lão Hòa Thượng. Tiếp theo là lễ viếng của các phái đoàn ban giám đốc công an tỉnh đồng tháp do ông nguyễn thành hải phó giám đốc làm trưởng đoàn ban tôn giáo sở đồ vụ tỉnh nghệ an công an huyện nam đàn hội liên hiệp phụ nữ huyện quỳnh lưu huyện đoàn huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an và ông nguyễn chi công trưởng công an thành phố sa đéc và đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban bạch trận tổ quốc việt nam các phường thuộc thành phố sa đéc về thắp hương tưởng niệm cầu nguyện giác linh cố trưởng lão hòa thượng thích thiện huệ tân diên tịch cao đăng phật quốc theo chương trình tang lễ, môn đồ pháp quyến đồng trang nghiêm đàn tràng, bạch thỉnh chư tôn đức ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Quang Lâm Pháp Tràng, cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, cung tiến giác linh của trưởng lão Hòa Thượng theo nghi lễ truyền thống Phật giáo, nghi thức bạch Phật, tiến sư do Thượng tọa Thích Chí Tâm, Đồng Tháp, Đại Đức Thích chân Minh, Tây Ninh, Đại Đức Thích Thiện Phước, Chùa Hội Phước, Đồng Tháp, chủ trì thực hiện nghi thức tang lễ.